Hello, chào các bác. Hôm nay em lại lên cho các bác con máy chiếu NQ. Máy NQ nha. Ngoại hình rất là mới, không xước xát. Nguyên bản chưa phải sửa chữa cái gì cả. Máy 3D. Dòng máy chạy chip DLB. Có HDMI này. Cổng kết nối đây. HDMI này, VGA này, đầy đủ luôn. Đấy, máy xoay gương được, nhổm lên là xoay cả người luôn. Cổng kính trước này, NQ này, quạt gió, lọc gió này, mặt sau, mặt quay mặt này này. Đó. Mã máy. Mã là MS641 nhá. Dòng máy chạy chip này thì nó sẽ cái hình ảnh nó lên nó sẽ không được đẹp như cái dòng máy chạy LCD. Nhưng cái độ sáng của nó thì thường thường là nó sẽ sáng hơn. Con này độ sáng là 2700 Ansi Lumen. 2700. Công suất bóng đèn 220W. Có 3D chuẩn nhá. Đấy. Tuổi thọ bóng con này là 5000 giờ nhá. Độ phân giải của nó là 800 x 600. Đây, con này có trình chiếu 3:4, 16:9 đầy đủ nha các bác nhá. Em sẽ lên hình trực tiếp cho các bác xem này. Đây video thực tế của phần máy đây nha các bác nhá. Em đã lên hình cho các bác xem. Đó. Những cái dòng máy chạy DLB thường cái điện thoại quay nó sẽ bị sóng sóng như này. Đấy. Sẽ tắt điện đi cho các bác xem này. Màu sắc màu đỏ của cái con chạy DLB thì nó cũng sẽ không được tươi như cái dòng máy chạy LCD nha các bác nhé. Con này độ sáng là 2700 Ansi Lumen, độ phân giải là 800 x 600, có thể trình chiếu thuyết trình hoặc là dạy học, có thể để xem phim. Xem phim thì sẽ không đẹp bằng những cái dòng máy HD. Độ tương phản là 5000 chiếm 1. Tuổi thọ bóng đen là 5000 giờ. Máy mới chạy được hơn 200 giờ. Đây em sẽ cho các bác xem. Ấn nhầm vào Eco Blank. Đây là Eco Blank, là cái chế độ tiết kiệm điện nhá. Em vừa bấm nhá. Đây. 202 giờ. Còn hơn 4000 giờ nữa. Con này có chế độ 3:4, 16:9 đầy đủ luôn. Đây sẽ cho các bác xem luôn này. Đó, 3:4 này. 3:4. 16:9. 16:10 luôn này, auto. Đấy. Máy nặng hơn 2 cân, 2,5 cân nhá. Rồi ok, bác nào lấy con máy này thì liên hệ với em sẽ để số điện thoại ở bên dưới, hoặc các bác có thể kết bạn Zalo hoặc nhắn tin qua fanpage cho em. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới nhất của em nhé. Cảm ơn tất cả các bác, chào các bác.